Vinashop 1855 855 5888 1855 855 5888 Oyster Max Go, sản phẩm dành riêng cho phái mạnh, bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng nam giới, bảo vệ hạnh phúc gia đình. VinaShopTV.com 1855-855-5888 Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế VinaShop. 1855 855 5888. Công ty dược thảo Cảnh Thiên, duy nhất tại miền Nam Cali, điện thoại 714 775 1069 hay 855 775 1069. Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1888 880 8345. Hboy, ngôi chợ Á châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982. Vũ Kiệt chào trọng, kính chào quý khán thính giả chào anh Phạm Cơ. À vâng chào anh Vũ và Phạm Ngơ. xin chào quý vị khán thính giả của Việt TV Radio Network. Xin hỏi anh ngay là có đi du lịch uh, London lần nào chưa? À, Thưa anh rồi có rồi dạ. biết cái cầu uh, gọi là London Bridge cái cầu London với lại có cái đồng hồ coi như là giờ quốc tế GMT ở Trafalgar. Dạ vâng. Có tới đó phải không? Dạ uh, không không tới mà. Ờ, phải thuê khách sạn ở ngay đó cho nó tiền yeah. tại vì đăng nào nó cũng phải tốn tiền yeah. Tôi có bao giờ nghe bài hát London Bridge is falling down falling down falling down tôi nhớ cái bài đó là hồi đó coi cái show hài của Benny Hill anh cười chắc nhớ danh hài của ông chết rồi của người an lê nhưng mà Thôi là... thì về nghệ thuật rất là kém <laughs> ý chúng tôi muốn màu đầu yeah. như vậy là bởi vì chính trị nước anh là một cái bản tin nóng trong giờ phút này. Breaking news. Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson đã chấp nhận từ chức nhưng chưa rời nhiệm sở ngay. Phải tới cuối năm, đó là cái điều kiện của ông. Câu hỏi được đặt ra là liệu London, tức là nước Anh có bị rơi vào cái cuộc khủng hoảng chính trị hay không? Và ai sẽ là người thay thế ông Boris Johnson? Trong phần tin chi tiết, Phạm Cơ sẽ có thêm một số những phân tích điểm báo từ những nguồn tin chính ở London. Trong khi đó thì về chiến sự Ukraine bước sang ngày thứ 134, có một số những diễn tiến mới sau khi bị thất thủ lưu hàng. Ukraine và Nga đang ở vị trí nào? Mời quý vị đón cái bài phân tích đó. Cũng liên quan tới Nga, lên tiếng đe dọa tấn công và chiếm Alaska, có lẽ là điếc không sợ súng. Pháp dự tính quốc hữu hóa lưới điện chạy bằng nguyên tử. Sri Lanka cầu viện Nga bởi vì đã rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng cho nên nài nỉ Nga xin thêm dầu thô. Tại Richmond, tiểu bang Virginia đã ngăn được một vụ tấn công khủng bố được lên kế hoạch ngay trong đêm bắn pháo bông đón ngày độc lập July 4 vừa qua. Trong khi đó thì trở lại tình hình đại dịch COVID ở bên nước tàu Bắc Kinh và Thượng Hải tiếp tục lục soát tìm kiếm những cái ổ Covid mới. Trong khi đó, thành phố Tây An ở gần khu vực này cũng mới phát hiện có thêm biến thể BA5 lần đầu tiên. Uống quá nhiều vitamin D có lợi hay có hại? Chỉ biết là tin cho biết có một người uống nhiều quá phải đi vô nhà thương. Trường phòng báo chí của Tòa Bạch Ốc chính thức nộp đơn xin nghỉ việc một phụ nữ làm tại nhà quản nhưng đã bán luôn cơ phận của người chết để kiếm thêm tiền và đã bị coi như là phát giác ngày hôm qua ra tòa đã thú tội một phụ nữ bị e tách theo dõi tại khuôn viên giải trí disneyland trở lại với vấn đề người dân ở tại hoa lục một tỷ dân đã bị những kẻ xấu tiết lộ những thông tin cá nhân lên trên online hơn một năm qua. Bây giờ mới biết và đã lấy xuống có lẽ là cũng đã quá trễ rồi. Về chuyện ở trong nước Việt Nam ta ngày nay dưới thời của nhà cầm quyền Việt Cộng bị dụ dỗ đổi ảnh nóng một cái clip video clip gọi là nhạy cảm lấy trà sữa thẻ cào điện thoại cho nên nhiều nữ sinh đã bị vô trọng của kẻ gian. Khởi tố một nhân vật đấu tranh cũng khá là nổi tiếng đó là YouTuber Duy Thường. Nhưng không phải vì những cái tội có liên quan tới vấn đề ông sử dụng cái hệ thống YouTube để phát tán những tin tức được cho là đánh phá nhà nước. Kho tập kết vật liệu cả hàng ngàn mét vuông tự nhiên mọc như nấm một cách trái phép ở trên đất rừng ở tại Việt Nam ta ngày nay. Thưa quý vị, đó là cái tin chính trong Chào Bình Minh sáng hôm nay, chương trình sáng thứ năm ngày 7 tháng 7 của Việt TV Radio Network. Sau đây chúng tôi xin đi vào chi tiết bản tin Breaking News. Đó là Thủ tướng Anh ông Boris Johnson đã chấp nhận từ chức. Mời cơ. À, Dạ vâng. À, thế thì ông Boris Johnson à, cách đây một tháng đã thoát được một cái vụ bỏ phiếu bất tín nhiệm à, khi mà trong đảng bỏ thù bỏ phiếu và vẫn tiếp tục tín nhiệm ông. Thì theo luật ông phải mất ông phải tránh cái cuộc bỏ phiếu đó thêm một năm nữa tức là một năm nữa người ta mới có quyền à, bỏ phiếu lại để bất tím nhiệm ông. Nhưng mà những người chống đối ông họ tìm cách khác và cái cách hữu hiệu nhất là họ đồng loạt từ chức 55 bộ trưởng trong chính phủ. À, việc đơn từ chức lúc đầu tiên là hai bộ trưởng chính, bộ trưởng à, bộ tài chánh và bộ trưởng bộ y tế rồi sau dần dần đến các bộ trưởng khác và đi khi đến con số 55 thì rõ ràng là ông Boris Johnson không chịu nổi và ông phải tuyên bố là ông từ chức. À, ông từ chức là vì cái lỗi mà người ta buộc lớn nhất là ông không tôn, ông không tôn trọng luật pháp. À, luật pháp nước Anh thì ai cũng biết rồi nước Anh là cái nước mà phải nói là lạnh lùng à, nhưng mà họ rất là nghiêm ngặt trong vấn đề luật pháp. Ông này thì có cái lỗi lớn nhất là đã nhậu uh, uống rượu uh, cả nồi cát trong cái thời kỳ Covid-19 Thì người ta tha cho ông là vì lỗi rất là rõ ràng Ông là người vào sanh ra tử, uh, thoát chết từ cái phòng cấp cứu uh, đi ra Cho nên đôi lúc quá quá vui thì cũng không tránh được Và họ tha cho ông lần đó Nhưng lần sau là cái lần tai hại nhất Ông cũng là người không tôn trọng luật pháp Khi một người ở trong đảng bảo thủ một nhân vật chính À, nhân vật này à, bị lôi thôi cách đây 2 năm rồi về những vấn đề liên quan đến tính dục đàn ông tức là một người đồng tính này nọ kia khác mà ông tín nhiệm và đưa vào một cái chức vụ thánh tra ở trong đảng tức là người cầm cân nảy mực để, để xem các đảng viên nó hoạt động như thế nào có đúng đường lối hay không tức là cái whip đó thành ra ông lại để cho ông này làm một cái chức kiểu phó thôi nhưng mà phó hay chính gì cũng là một cái việc không nên làm và ông phải thừa nhận đó là một cái sai lầm lớn. Ờ, ông cũng như thường lệ xin lỗi nhưng mà không thành công. Lần này thì 55 người liên tiếp trong vòng một ngày, hai ngày. Người ta để đơn từ dân và ông không chịu được. Ông phải dứt khoát phải là ra đi. Thì ông sẽ ra đi và người ta sẽ tổ chức để mà bầu lãnh đạo mới cho đảng bảo thủ. Thế thể thức bầu phải nói rằng là rất là nghiêm ngặt và lối thôi. À, thứ nhất là uh, những ai mà được đề nghị với là ra ứng cử thì sẽ được bỏ phiếu trong đợt đầu tiên. À, đợt đầu tiên ai được 5% thì có quyền ở lại trong đợt kế. 5% đây của đảng bảo thủ tức là 18 phiếu. Người nào được 18 phiếu thì sẽ được ở lại qua đợt hai. À, đợt hai thì phải đòi uh, 30% tức là 36 phiếu. 36 phiếu thì mới được ở lại và đợt thứ ba thì những người nào còn lại thì mỗi lần bỏ phiếu thì cái người mà đứng chót à, phải đi ra. À, cho đến cái khi còn hai người thì lúc 7 giờ à, mới bỏ phiếu chính thức để chọn một trong hai người cuối cùng ra làm thủ à, lãnh đạo của Đảng Bảo thủ, tức là sẽ giữ chức thủ tướng của chính phủ Anh. Cái vấn đề chính như là anh Phạm Cơ đã có nhắc lại một số những cái yếu tố chính, tức là chính ông Boris Johnson đã làm ảnh hưởng tới cái uy tín của Đảng Bảo thủ thành thử ra không thể nào chấp nhận được một cái hành xử mà của một người thủ tướng đại diện cho đảng như vậy đảng bảo thủ là một cái đảng vô cùng là quan trọng mà là một trong hai cái đảng chính cũng giống như là dân chủ với cộng hòa ở tại nghị trường chính trị của nước anh thì ngoài bảo thủ còn có cái đảng lao động thì một cuộc chạy đua cho cái vị trí lãnh đạo đảng bảo thủ đã diễn ra ngay từ lúc này câu hỏi là ai sẽ là người kế tiếp ông thủ tướng anh đó theo văn phòng thủ tướng từ địa chỉ số 10 đường Downing, đưa ra một cái thông cáo báo chí là Thủ tướng Anh sẽ đọc một cái tuyên bố từ chức, trước, trước quốc dân đồng bào nội trong vài tiếng nữa trong ngày hôm nay, theo giờ của London. Có những nhân vật nào ngay bây giờ người ta có nhắc tới? Được vâng, à, người ta nhắc tới ba nhân vật chính, đều là những người có mặt giàu có, cái cái điểm chính là giàu có, khiến người ta chỉ trích rằng là giàu quá giàu như vậy thì uh, bị bị chỉ trích là đương nhiên bởi vì uh, nhiều khi quyền lợi của người giàu nó lớn. Uh, thế thì người thứ nhất là bộ trưởng bộ uh, tài chánh, ông này là một người uh, gốc ấn độ, thì ông này uh, cũng là người hiện nay rất là giàu có và cũng đã uh, từng làm cho những ngàn ngàn tài chánh khá lâu và nổi tiếng. Người thứ hai là cựu ngoại trưởng Hunt, ông này là một người uh, lâu rồi không có ông đã từ chức từ lâu rồi nhưng mà ông vẫn là một người còn có uy tín trong đảng và người thứ ba người ta nghĩ đến là đương kim ngoại trưởng à, bà Liz à, bà Truss thì người này cũng có thể là, là, là sẽ được đề nghị để ra tranh cử thì nói chung rất là nhiều người nhưng mà ba nhân vật đó được coi là uh, nổi tiếng nhất và có thể rằng là sẽ là những người ở trong cái danh sách cuối cùng của hai người mà người ta sẽ tranh ông uh, bộ trưởng uh, tài chính như anh nói đã được cho là sáng giá nhất à, bà ngoại trưởng Liz mặc dù đã là cũng tạo được một số những cái thành tích yeah. trong cái cuộc chiến tranh ở uh, tại Ukraine nhưng mà mới là một cái ngôi sao chính trị mới nổi mà thôi chứ yeah, còn chưa có dày dạn kinh nghiệm như là những nhân vật khác uh, nhìn sang tình hình ở tại cuộc chiến Ukraine hôm nay là chính thức bước vào ngày 134 thì tin tức cho biết là sau khi mà đẩy mất Luhansk Ukraine và nga đang ở vị trí nào? Một số những nguồn tin đặc biệt là tờ El Jazeera đưa ra bài bình luận, nga mặc dù là đang kiệt lực nhưng vẫn đang ở cái vị thế là đang thắng. Anh có? À, Vâng. À, thế thì à, bây giờ đây tại sao người ta hay nhắc tới ngày này ngày kia? Đây là ngày thứ 134. À, sợ dĩ như vậy là bởi vì cái giờ của Ukraine à, khi chúng ta loan tin này à, thì Ukraine ngủ bằng đêm. À, bởi vậy cho nên Uh, người ta tính là hết ngày rồi, hết ngày 134 rồi. Đêm thì người ở đa số đều nghỉ ngơi, thỉnh thoảng có bắn phá đôi chút uh, nhưng mà phần lớn là nghỉ ngơi. Cho nên người ta kết thúc bản tin uh, của ngày 134. Thứ nhất là quân của Nga đã lấy được Hans và người lãnh đạo tiền tuyến tức là người chỉ huy mặt trận tiền tuyến đó đã điền về uh, video uh, cho ông Putin bảo rằng là chúng ta đã hoàn toàn giải phóng được Luhansk. Uh, thế thì ông Putin mặc lạnh như tiền, ông nói rằng là thôi để cho binh sĩ nghỉ ngơi một thời gian uh, để mà phải nói rằng là hồi phục lực lượng. Uh, đó là ý. Khi mà ông nói như vậy thì điều đó có nghĩa là binh sĩ đang mỏi mệt hết sức theo lời bàn của tờ báo. Uh, Hồi giáo, tôi bảo đều nói rằng Khi mà ông này nói như vậy là đã mệt lắm rồi Thành ra bây giờ người lực lượng Nga đang cố gắng Bảo toàn lực lượng Và phía Mỹ uh, phía mỹ thì tiếp tục Việc đợi, ngày hôm nay có tin Rằng thêm một cái dàn hỏa tiện mới uh, Của Mỹ nữa được đưa đến Và phía người Nga nói rằng họ đã tiêu diệt okay. được Hai cái dàn hỏa tiện mới nhất Tức là dàn isma Đó là cái dàn bự nhất hiện nay Nhưng mà cái dàn này có một cái điều là Là bản tin của ờ uh, nói rằng là uh, cái thứ nhất là cái dàn này bắn xa hơn cái dạng họa tiền của uh, người nga xa hơn tức là họ lời thế hơn nhưng mà người mỹ không chịu người mỹ nói rằng để nó xa như vậy thì họ nó sẽ bắn qua đất nga nó phiền lắm Thành ra họ hàng dạy lại không cho bắn quả 43 ba mai mà nếu không quả bốn mươi ba mai thì thấp hơn cái cái họa lực hiện nay của người Nga mà không hiểu rằng là người Mỹ nói như vậy là nói bằng miệng hay là chính họ thiết kế và ngắn chẳng không cho cái dàn họa tiện đó bắn xa như vậy thì cái đó bạc tin không có nói rõ nhưng mà nói rằng là người Mỹ thuộc lui tức là tay cho rồi tay lấy lui và lại lui một nửa ông Zelensky chắc chắn là rất là căm hận nhưng mà không nói được ông chỉ có phản đối bằng cách nói rằng người Nga vừa nói rằng họ bắn phá được và đốt cháy hai dàn họa tiện Ờ, Mỹ vừa viện trợ nhưng mà Nga nói vậy là sai ờ, hoàn toàn không có cái chuyện đó à, đó là cái chuyện mới nhất và cái chuyện thứ hai nữa rằng là họ khoa trương người Ukraine nói rằng kỳ vừa rồi đây khi mà Lysitsyn thất thủ chúng tôi không tổn thất người bởi vì chúng tôi biết rằng là người Nga sắp sửa đánh lấy chúng tôi ra đi trước cho nên không có để tổn thất nhân mạng bởi vì nhân mạng là chuyện quan trọng đó là những cái gì mà họ đang làm hiện nay và người Nga đang oanh đặc xối xả Donetsk tức là cái thành phố Slovians đây là những cái tên mới à, ngoài từ những tên cũ đã đi qua lịch sử đó là Severodonetsk và Lysychansk thì bây giờ tên mới nhất Slovians là một thành phố ở bên phía Donetsk yeah. cũng liên quan tới chuyện của nước Nga tin tức như chúng tôi vừa mới tóm lược chủ tịch của hạ viện của Nga à, cái danh từ chuyên môn trong chính trị người Nga gọi là Viện Duma đưa ra một cái câu tuyên bố nghe cũng bực mình lắm nghe cũng muốn gọi là du ma. <laughs> thì ông anh ngờ tiếng đăng, đăng mặt rằng, thôi Duma là tiếng đăng mặt mà. <laughs> cho biết đó, ông chủ tịch hạ viện nga ông Volodin cảnh báo mỹ ông tuyên bố một câu xanh dờn Alaska từng là một phần lãnh thổ của nga cho nên nếu mà nga muốn đòi lại chúng tôi có thể lấy lại bất cứ giá nào ngay cả dùng vũ lực một câu tuyên bố xanh giòn như vậy con đáng sợ không anh cơ? hay là, là, là chuyện đùa? đáng sợ chứ ừ. đáng sợ nhưng mà không đáng sợ là vì sao người nga có quyền nói người nga có quyền làm nhưng mà nói được làm được hay không lại là chuyện khác thành ra à, vấn đề ở đây đó là vấn đề à, à vấn đề người nga à, người nga à, hồi xưa họ nói rằng ukraine cũng là đất nước của họ ngày xưa lâu lắm rồi và bây giờ họ có quyền lấy lại bởi vì văn hóa mọi thứ đều là của họ hết, họ lấy lại à, đó là cái ý của họ và bây giờ họ đặt Alaska không như vậy mà thôi à, chúng tôi cũng có thể đòi là Alaska cho nên mấy bạn ở bên đó đừng có ngồi ồn ào, à, chúng tôi sẽ làm được chứ không phải là không làm à, và nếu quý vị có thể chúng tôi thua một vài ngày đầu thì cũng chứ không sao, chúng tôi sẽ thắng trong mấy ngày thứ 133 bốn chúng tôi cũng sẽ thắng thành ra đó là cái lập trường của của quốc hội nga hiện nay và ghi họ vẫn trông chờ vào cái sự lãnh uh, đạo sáng suốt của ông Putin. À, liên quan tới chuyện của nước Pháp, Tổng thống uh, Emmanuel Macron dự tính là muốn quốc hữu hóa cái mạng lưới điện chạy bằng nguyên tử của nước Pháp. Cái vấn đề chính hiện nay đó, tin tức cho biết là chính phủ Pháp chỉ có nắm giữ 84% cổ phần trong cái hệ thống mạng lưới điện nguyên tử. Và nếu trong trường hợp muốn làm chủ hoàn toàn, tức là quốc hữu hóa đó, thì cần thêm 5 tỷ euro. Nhưng một nửa cái số nhà máy này đã quá cũ kỹ, cho nên có thể là một cái vấn đề tiềm ẩn trong tương lai. Còn với cái giá 5 tỷ đô la, không lẽ chính sách của cả một quốc gia không có đủ hay sao Thưa anh, họ vẫn có đủ, nhưng mà có thì có, nhưng mà vấn đề ra là quốc hội không có chịu chi ra. Bởi vì quốc hội bây giờ nằm trong tay của uh, của những kỷ lực. Dạ. Dạ. Tức là vấn tức là... đề cũng bị chính trị hóa và lại là cái trò coi như là có thể dùng cái này để mà có thể âm mưu mà cả hoặc dạ. là lại chuẩn bị hất cả ông Mắc chẳng chăng? Dạ không, ông Mắc Công thì không thể hất được bởi vì dạ. ông là Tổng thống do dân bầu lên tới là 5 năm nhiệm kỳ. Nhưng mà cái chính phủ của ông thì chính sách là phải có quốc hội đồng ý. Và trong một vài chính sách quốc hội đồng ý mà quốc hội bây giờ nằm trong tay đảng đối lập Cho nên nếu họ không đồng ý thì không làm được Ví dụ như à, chuyện ông muốn đổi tội hồi hưu à, từ 62 lên 65 Tức là sẽ bắt người ta làm việc lâu hơn nữa 3 năm nữa mới có quyền có hưu Thì chuyện này đảng đối lập họ không đồng ý Cho nên chuyện này là chuyện mà ông không có làm được à, Mặc dù là ông chủ trương trong 5 năm đầu Ông vẫn không làm được rồi. Năm năm đầu đảng ông nắm toàn quyền. Cũng không làm nổi. Và bây giờ năm năm sau. Thì đảng ông không còn giữ. Thể đá sổ nữa. Thì chắc chắn cũng không làm được. Còn cái chuyện quốc khủ hóa cái lưới điện. Tại sao? À, lưới điện nguyên tử. Bây giờ người ta đang nghĩ tới chuyện. Ồ. Oh, nguyên tử vậy mà hay. Nó không có gây ra ô nhiễm môi trường. Nó gây ra chết người thiệt. Nhưng mà nếu chúng ta kiểm soát được. Thì đó. Đã sao? Từ xưa tới giờ chỉ có mấy cái việc rằng là hư nhà máy điện nguyên tử khi mà có khủng bố hoặc là khi mà có thiên tai như là Nhật Bản chẳng hạn Fukushima còn ngoài ra rất là an toàn và ngoài ra nó là một loại năng lượng xanh tức là nó không có gây ra ô nhiễm môi trường bởi vì nó nó chỉ nằm ở trong đó mà thôi và nếu đề phòng chặt chẽ thanh toán kỹ lưỡng thì không có nguy hiểm gì cho người khác như là nó đã chứng tỏ từ xưa đến nay thành ra họ cần và đó là cái lý do mà nước pháp nước pháp hiện nay đang có một nhà nguyên máy nguyên tử mới xây xong mới chừng có vài năm thôi cho nên họ rất là hạch diện nhưng mà đa số nhà máy nguyên tử khác thì đều cũ kỵ và uh, có thể nói rằng là xưa rồi thành ra uh, nói theo kiểu người ngoài nói ông mặc thôi bỏ đi tam. Yeah. <laughs> Pháp là một cái quốc gia có một cái uh, kỹ thuật về nguyên tử đứng đầu của số 1. Trên cả Mỹ nữa có cái đường cơ vừa mới nhắc lại đó. Các chuyên gia họ đã trình bày, đã phân tích đôi ba lần trước lưỡng viện quốc hội của Mỹ liên quan tới cái vấn đề năng lượng nguyên tử. Nó có cái rủi ro như thế nào? Thì như anh cơ vừa mới nói chi tiết, ngoại trừ thiên tai thì khi mà thiên tai thì không có bó tay không ai có thể cản được cái sức mạnh của thiên nhiên hết và trong thế giới từ khi mà có điện nguyên tử tới giờ những cái vụ mà họ tai nạn lớn mà kinh khủng nhất thứ nhất là Chernobyl thứ hai đó là cái vụ Fukushima là bởi vì sóng thần chứ còn chưa có những cái vụ mà bị dò dỉ ra với cái kỹ thuật hiện tại mà người ta có thể ngăn chặn được cho nên đó là một cái điều mà họ đã tranh luận tại sao cần phải giữ một số những cái lò nguyên tử chạy bằng điện chính để cung cấp cái nguồn năng lượng cho những cái kỹ nghệ nặng như là tiểu bang texas của chúng ta thành phố houston cũng vậy bây giờ những cái xưởng lọc dầu chạy bằng điện gió bằng năng lượng xanh green deal không có đủ để mà vận hành không thể nào mà cung cấp được cả hàng tỷ hàng tỷ khối điện coi như là billion gigawatt chứ không phải là kilowatt nữa, chứ đừng có nói là megawatt, cho nên cái vấn đề nó vẫn còn tồn tại là như vậy. Cũng liên quan tới chuyện năng lượng, thì Sri Lanka như quý vị và anh cơ chúng tôi cũng đã nhiều lần loan tin đã rơi vào một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng, coi như là vỡ nợ và xù nợ luôn cả những cái món nợ của quỹ tiền tệ quốc tế của ngân hàng thế giới. Ngay bây giờ thì cũng bị cạn kiệt dầu thô để mà vận hành cái công nghiệp của họ cho nên năn nỉ nước nga xin mua với cái danh tiếng là mua nhưng mà cho tôi giá ưu đãi mời <laughs> cờ dạ vâng à, thế thì về cái vấn đề mà giờ Sri Lanka ai cũng biết rồi quốc gia này à, đã bị vừa trung cộng lừa cho một vụ hết sức là đích đáng khi mà họ đến bỏ tiền ra à, xây đường xã và xây một cái hải cảng à, cho Sri Lanka xây xong cái hải cảng thì đổi giá và trệ nại sau một thời gian rất lâu và đến khi xây xong rồi thì đổi giá lên xuyên ca không có tiền trả là phải ký cái giấy cho họ thuê 99 năm để trả cái nợ mà họ đã mắc thì đó là chỉ một bên buôn bán với những kẻ tham ô nhưng làm mà mình không có cái giấy tờ thành hoặc là có giấy tờ mà để cho họ thao túng thì đó là Sri Lanka đang bị và giờ đây họ không có tiền họ rất là dở cái chuyện quản lý bởi vậy cho nên hiện nay họ không có tiền họ không có tiền đến đồ học sinh phải ở nhà à, sinh viên phải ở nhà à, học online là vì trường à, sợ không có không có điện không có nước không có à, xe mà không có xe buýt không có đủ thứ hết thành ra tất cả mọi thứ đều phải tiết kiệm tối đa và họ đang khất thiệt yêu cầu không hiểu tại sao mà chính phủ đó vẫn tồn tại mà không bị lật đổ thì tôi cũng rõ được à, cũng là một cái đảo quốc nhỏ thôi nhưng mà đa số là sống bởi những cái nguồn viện trợ của các tổ chức viện trợ cũng như là của quỹ tiền tệ quốc tế cái điểm được cười đây đó anh khơi trong bản tin chi tiết đó Sri Lanka có một cái nhà máy duy nhất để mà lọc dầu nhưng mà thiếu dầu để chạy máy <laughs> anh thử ra làm sao mà có thể được và chỉ yêu cầu, coi như là Nga viện trợ 73 triệu đô la thôi Cho nên chưa biết là Nga có Nó có cái tin này cũng rất là lạ thưa anh à. Nó có cái tin này nói về cái nhà máy điện nguyên tử đó Ngay sau khi cái vụ Fukushima mà xảy ra Thủ tướng Nhật, ông Abe thời bây giờ hốt hoảng Và ông ra lệnh đóng cửa tất cả các nhà máy điện nguyên tử trên đất Nhật Đóng hết và chạy bằng than chạy bằng dầu Nhưng không nổi một tháng sau là phải bắt buộc chạy lại các nhà máy điện nguyên tử chắc Bởi chắc. vì không thể có năng lượng nào mà thế được trong cái thời gian khẩn cấp như vậy Và hiện giờ họ vẫn phải sai một số lớn là nhà máy điện nguyên tử à, Hy vọng là Tổng thống Joe Biden của chúng ta cũng như là bà <laughs> nữ dân biểu OAC Nghe được tiếng Việt liên quan tới cái vấn đề Mỹ cũng đang rơi vào cái cuộc khủng hoảng năng lượng Chúng tôi cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chào bình minh của Việt TV Radio Network. Đến đây chúng tôi xin tạm ngưng để chạy phần quảng cáo. Và sẽ trở lại sau quảng cáo cũng xin trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình chào bình minh ngày thứ năm ngày 7 tháng 7. Mở đầu phần thứ hai đó là tin liên quan tới một cái âm mưu tấn công trong cái kế hoạch được gọi là tấn công theo kiểu khủng bố ở tại tiểu bang Richmond, ở thành phố Richmond, từ bang Virginia, ngay đúng vào trong cái đêm mà người Mỹ mừng ngày độc lập, chưa lại vừa qua. À, rất may là đã phá được cái kế hoạch này. Nhưng mà nhìn chung đó anh cơ bản tin cũng cho biết là cho tới thời điểm này, ngày hôm nay, ngày 7 tháng 7, thì năm nay 2022 nước Mỹ tổng cộng đã có 309 vụ bắn lộn nổ súng rồi tới khi nào thì cái vấn nạn này nó sẽ chấm dứt đó là câu hỏi phụ thôi Giờ lát mời anh đi vào chi tiết của cái âm mưu khủng bố này dạ vâng thế thì thưa anh à, thực sự ra thì cái thời cái thời của mình nó như vậy mà thôi trong cái giai đoạn này cái nước mỹ tới ba triệu người cho nên cái khi mà xảy ra một biến động nào đó thì nó cũng như rằng là một, một cái một cái bệ càng lớn nó nội sóng thì đương nhiên nó phải nội sóng khắp nơi Nó khó mà có thể uh, Êm dịu được trong cái thời gian này Điều thứ nhất là nó là như thế rồi Điều thứ hai là những cái tin tức người ta lại càng đào sâu thêm nữa. Rồi cái rối loạn của lòng người, nhất là những cái tình trạng về vấn đề tin tức, là vấn đề này, vấn đề kia ở trên nước Mỹ nó quá rộng lớn đi, cho nên cái gì cũng có thể làm to ra được, mà đôi khi thực tế ra nó không có đến nỗi như vậy. Những con số thống kê nó làm cho người ta hại sợ. Nhưng mà uh, ví dụ như anh ở đây, anh đâu có thấy gì. Mọi người không thấy gì hết Nhưng mà những cái tin tức khắp nơi Nó làm cho mình sợ Đó là những cái chuyện xảy ra ở một cái nước lớn như nước Mỹ Thành ra đôi lúc nó làm trao đạo lòng người Nhưng mà thực tế Cái sự trao đạo đó Nó chỉ hiện thực khoảng uh, Chừng hơn một nửa Còn một nửa còn lại là cái chuyện bình thường uh, Giống như Cộng sản vẫn nói đang truyền thường ngay ở huyện Dạ à, vâng Nhưng mà cái kế hoạch này là Muốn tấn công ở đâu và nhân vật này bị bắt và là người của quốc Ô, tịch và nào? Ồ, cái này thì đặc biệt nhất là nó như thế này. Yeah. Người bị kể từ khi có những vụ khủng bố, họ đưa ra một cái câu rất là hay. Uh, See something, say, say something. something. Nghĩa là thấy cái gì đó thì nhớ báo cáo. Tức là một hình thức giống như chế độ Cộng sản. Anh thấy cái gì sai anh phải báo cáo. À, thế thì, nhưng mà người bị lịch sử hơn. See something, say something. Thấy cái gì thì phải nói. Thế đó là cái lý do tại sao mà... À, có những cái cuộc khủng bố dự tính bàn cãi nhưng mà cũng có người tình cờ nghe được Và từ đó nó sinh ra uh, những cái vụ khám phá như cái vụ này Một người đàn ông uh, nghe hai người khủng bố đang bàn tảng chuyện tấn công Và họ kêu cảnh sát Và cảnh sát theo dõi và bắt được hai người này thì đúng là khủng bố thật chứ không phải là đùa yeah. Yeah. Cái um, câu đó, đó là dưới thời của bà Bộ trưởng Bộ Nội An bà Janet Napalatito thì sau đó ông bài hết um, Tức là bài từ chức Chứ không phải là bị hết nhiệm kỳ Bài về bài làm viện trưởng cho viện đại học Santa Barbara Ở miền Trung California Bài từng làm viện trưởng của một cái trường đại học rất lớn Stanford bên California Thì cái vụ đó chúng tôi nhớ Là đã có những cái vụ bắn và khủng bố Ở Walmart cũng có Ở ngay tại Texas của chúng ta cũng có Cái vụ mà ở trong cái chỗ chạy lính đó Cho nên mới nói là Nếu thấy cái gì nghi ngờ Thì nên nói sâm something see something uh à, say something. À, liên quan tới hiện tình covid ở bên Bắc Kinh và Thượng Hải ra sao? Dạ vâng. À, Bắc Kinh và Thượng Hải thì vẫn như xưa, tức là vẫn phải đóng cửa lâu lâu ở thấy chỗ nào có covid thì tới đó đóng cửa lại tìm cho ra covid rồi bắt cô lập vân vân. À, covid bây giờ nó đi đi kèm với cô lập thành ra cái chuyện này nó thường và và điều này cho thấy rõ ràng là cái ý tưởng zero uh, covid nó đến từ ông tập cận bình uh, cứ nhìn ông tập cận bình đến uh, hồng uh, đến hồng kông để mà ừ. làm lễ đó thì mới thấy rằng ông sờ đến cỡ nào thành ra cái này là tự nhiên và bây giờ đây ghê gớm hơn nữa thêm vào cái giọt nước đã uh, cái ly đã đây đó một giọt nước nữa uh, đó là trung hoa đang có covid lấy nhanh nhất là ba chục số năm BA.5 là một cái biến thể mới nhất của Omicron tương à, Từ trước đến giờ à, Có lẽ như người ta dẫu hay sao Mà không thấy nổi Rằng là có mà Omicron ở bên đất của Trung Hoa Cộng sản Chỉ thấy lâu nay gì thấy nói là toàn Covid cũ thôi Covid thời Vũ Hán Chứ không phải là Covid cái thời Omicron Thế thì bây giờ bắt đầu có Omicron ở Tây An Thì đây là một cái nơi lớn nhất Và ai cũng biết rằng Omicron lấy nhánh gấp 7 lần, gấp 8 và thậm chí gấp 10 lần Covid-19 cụ Delta. Bởi vậy cho nên, nhưng mà nó không chết người, nhưng mà nó sẽ làm cho ông Tập Cận Bình hại sợ hơn nữa và sẽ phóng tỏa hơn nữa và chúng ta quốc tế sẽ khốn đốn hơn nữa bởi vì đó là cái nôi của <laughs> hàng hóa xuất các qua các nước Tây Phương và họ không có hoạt động thì chúng ta cũng chịu thôi thành ra đây là một trong những cái chuyện uh, đã khó lại còn khổ lại còn khổ <laughs> thêm nữa về lĩnh vực y tế và sức khỏe tại sao một người uống quá nhiều vitamin phải vô nhà thương và cái vitamin D này đó cái hợp chất chính của nó là gì nếu tôi nhớ không lầm là sắt vào mày đi đó dạ không đi thì đi Đạ là không? tại vì họ theo cái tôi không hiểu tại sao họ gọi là đi ta dùng những a b rồi về thì yeah. họ cũng đặt tên như vậy thôi nhưng mà vitamin d là một trong bốn cái vitamin mà nó tan hòa tan ở trong uh, trong mỡ nó ở trong chất mỡ cho nên khi mà nó vào cơ thể thì nó ở trong các cái tế bào mỡ cho nên nó rất là nguy hiểm nguy hiểm hơn uh, các loại thường vì nó khó bị loại ra ngoài ông này thì ông nghe lời thầy vui uh, bàn ở bên ngoài Bàn nhiều quá thì ông cứ tưởng rằng là uống nhiều thì tốt ông uống quá nhiều đi đến khi mà ông uống quá nhiều thì đến khi ông phát giác ra là ông có những cái triệu chứng ông không hiểu ông đi khám bác sĩ à, bác sĩ mới điều tra và hỏi chuyện ông thì mới loại ra là ông uống quá nhiều và cái lượng vitamin d trong người ông nó gây dưỡng, gây biến loạn bởi vì những cái tế bào mỡ nó bị hư sau khi nó chữa quá nhiều vitamin đi và do đó nó gây ra hư hại và làm cho ông khổ sợ thế thì người ta hỏi ông tại sao ông bảo là vì ông nghe lời mấy cái người mà kêu là nutritionist nutritionist là những cái nhà mà chuyên bôn lo về vấn đề thực phẩm à, những người này thì họ cái lai này nó dễ lắm License này nó không có đòi hỏi gì hết đó à, thành ra mà lai này không có trách nhiệm nói thì nói vậy thôi Giớn họ nhiệm một nhà coi dạ, như là cố vấn họ họ về vấn đề dinh dưỡng không, không, không. cho người khác mà làm sao đòi được. Tại vì anh họ? rằng họ cố vấn về vấn đề dinh dưỡng ừ. họ chỉ nói cái quan điểm của họ mà thôi họ cũng cố vấn anh. Họ không trách nhiệm dạ. trong vấn đề anh theo hay không theo. Họ nói thôi dạ. còn nghe hay không dạ, và nghe không là nếu mà anh. làm dạ, đó vâng. là trách nhiệm của mình. Dạ vâng đó là của anh. Chứ chứ vậy chứ tại với là cái chuyện này xảy ra bên nước Anh, tại vì nước Anh họ kết luận như vậy, họ nói rằng mấy người đó không có lỗi gì cả bởi vì Họ không có chịu trách nhiệm Trong những cái lời họ nói Và luật pháp đồng ý với họ cái chuyện đó Nhưng mà tại vì mình nghe bậy mà thôi Mình nghe mình làm mà thôi Chứ còn họ có quyền họ nói Họ nói Đó là nước Anh tôi không hiểu nước Mỹ như thế nào dạ. Cũng chưa biết chưa tìm hiểu thêm Nhưng mà liên quan tới cái lĩnh vực này Nó cũng có một cái danh từ nghe rất là kỳ cục Anh có từng nghe Tôi biết chắc anh Cũng đã từng nghe quý vị đã từng nghe Cái được gọi là chế độ ăn uống chế độ kiêng khem tức là diet đó yeah. nhưng mà chế độ nó là một cái regime <laughs> nó yeah. là một cái thể chế chính trị hoặc là một cái quần máy của coi như là chính phủ không thể nào mà nói là chế độ ăn uống được hoặc là chế độ chế độ ăn kiêng được vâng, thưa anh. chế độ dinh dưỡng được nó như thế này thế nào nó là kể từ cái khi mà uh, mất nước cho tới bây giờ thì cái ngôn ngữ cái văn hóa của mình á, của người Việt Nam á, nó thay đổi nhiều. Thay đổi nhiều là vì sao? Cái ngôn ngữ cũ nó vốn là ở trong luật pháp. Nó vốn là có ngắn nắp và có văn phạm. Thì cái ngôn ngữ đó đột nhiên được thay thế bằng những cái ngôn ngữ ở đâu tới. Ví dụ như rằng là, xin lỗi vì lý do sự cố, cũng không ai hiểu, nói ra cũng không hiểu nữa nhưng mà người nói họ hiểu và họ sai ho ai cho nó quen. Thành ra bây giờ anh có trách thì cũng đã buồn rồi. Yeah. Không chắc, nhưng mà nó tối nghĩa. Nhiều khi yeah, con cháu anh, chúng yeah. ta không hiểu, mà ngay cả những thầy cô giáo dạy Việt ngữ cũng dùng lại, cho nên không thể yeah, nào mà họ không, hiểu. không lên tiếng được. Họ nghe nói hoài thì họ hiểu. <laughs> Một vài phút ngắn gọn để mà cũng nêu lên những cái vấn đề của chúng ta hiện tại. Đặc biệt là đối với lại những cái thế hệ sau này mà nếu muốn về tìm về học tiếng Việt thì đó là những cái điều cũng nên cần phải chú ý đối với lại những người đang dạy những cái chương trình việt ngữ ngay cả trong khuôn viên nhà thờ chùa thánh thất hoặc là những cái lớp việt ngữ cũng không có đủ cái vốn liếng để mà sử yeah. dụng tiếng việt cho nên đó là một cái sự thiệt thòi tiếng việt cũng ra rất là giàu từ và phong phú một cái tin ngắn nữa cũng gây chú ý đó là bà Bedingfield được cho là trưởng phòng báo chí của tàu bạch ốc tuyên bố từ chức với lý do vì gia cảnh hay là có vấn đề nội bộ gì trong đó? Thứ anh không có vấn đề nội, tôi không nghĩ là có vấn đề nội bộ, tôi chỉ nghĩ rằng là thuyền chìm thì người ta phải lo nhạy trước, okay. bởi vì những cái người này là những người họ làm làm việc cho chính phủ, làm việc cho ông Biden, làm việc cho ông Trump, họ chỉ nghĩ đến tương lai của họ trước, tức là mấy người này có sáng dạ thì mình núp theo, còn nếu mấy người này bắt đầu đi xuống thì mình nhảy nhảy ra trước khi tàu chìm đừng có chìm xuống tàu và thầy vậy thôi thành ra họ bắt đầu họ ra đi. Bây giờ trước kia thì bà Kamala Harris, bây giờ thì tới ông Biden. Yeah. Yeah. Okay. Ngày cả bà Kamala Harris ngày hôm qua cũng chạy ra một cái chuyện hết sức là buồn cười. Oh, rửa. Dạ, yeah, tức là mọi người bà ngồi và đối chuyện với là dân chúng, với là mọi người có nhà báo và có một cái băng đô to bằng cả một cái màn sân khấu vậy đó. Mà trên đó đề chữ Louisiana tại vì buổi họp diễn ra tại Louisiana mà chữ Louisiana thiếu chữ y tức là đánh yeah. bằng sai. Bằng, bằng, sai. Rửa, tức là phó tổng thống của Hoa Kỳ cũng gây ra sự cố trong sự cố ngày hôm qua. <laughs> Đến đây chúng tôi xin chuyển qua một vài tin liên quan tới chuyện của Việt Nam ta ngày nay dưới thời của nhà cầm quyền Cộng sản. Sau đó sẽ trở lại một cái bản tin khá là hi hữu, độc đáo và ly kỳ, rùng rợn nữa chứ không nói. Một người buôn sát người. Yeah. Mà làm sao mà làm được cái đó mới là hay đó anh cơ Lát nữa mình đi vào chi tiết thì cái rồi. bản tin đó Chưa hết đó Tin từ tờ an ninh thủ đô ở trong nước Loan là bị dụ dỗ đổi ánh nóng Clip nhạy cảm để lấy trà sữa Để lấy thẻ cao điện thoại <laughs> Nhiều nữ sinh bị sập bẫy Bị vô chồng Mời anh à, Thưa anh nữ sinh thì phải nói rằng trẻ dài Đúng là trẻ dài Họ vừa trẻ và vừa dài à, Cho nên họ Uh, nghĩ rằng không sao, bởi vì họ chưa thấy hết uh, được cái sự nguy hiểm của uh, cái gọi là digital mà ngày hôm qua chúng ta gọi là kỹ thuật số, Ở bên Âu Châu bây giờ họ đang nghĩ đến đó tức là uh, họ cứ nghĩ rằng là ồ oh, cho nó coi một chút cũng đâu có nhầm nhò gì uh, nhưng mà không, uh, digital nó nhấn lên trăm lần, ngàn lần, vạn lần thành ra đời họ rất là nguy hiểm, những người này họ chỉ nghĩ rằng họ phô thân thể một tí thôi À, tức là mất mất mát gì đâu cái bài nó quay chút xíu mà nhưng mà họ không nghĩ rằng đó là digital nó có thể nhấn lên cả triệu lần cũng được nữa à, mà họ bị đây là cái vụ bị đơ làm xối ra vâng, tại tức vì là nhiều khi bị mua cơ thể mình dạ. hình ảnh với một giả rẻ chứ không dạ. phải là đó dạ, dạ. nhưng mà thực tình đó là dạ. tôi không hiểu cái chữ thẻ cào điện thoại tôi thấy cái thẻ đó là tôi biết nó là cái gì nhưng mà nếu mình nói bình thường thẻ cào điện thoại thẻ cao điện thoại tức là những cái uh, điện thoại mà anh thuê mượn bằng giờ thôi okay. bằng giờ thì, thì, thì anh phải có phải có cái thẻ khi mỗi lần anh bỏ cái thẻ nó vô thì nó mới anh nhưng phải cao anh, anh thẻ tôi không hiểu cái chuyện tại sao Thế thẻ cao bởi vì cái bởi đó là tôi không không thấy được thứ ừ, bởi tôi vì mới, tôi mới nói là không, nhưng mà họ không, tên cũng, như à, vậy rồi. thôi thì thứ anh anh đừng có thắc mắc thay nhiều đổi tên anh. như vậy thôi lấy cái thẻ để cào điện thoại <laughs> cái thẻ cao để được Tôi hiểu Tôi hiểu cái cách dùng nói Nhưng mà tôi đang nói cái vấn đề chữ nghĩa Của cái bọn Việt cộng đỉnh cao trí tuệ Của xã hội loài người Thưa anh cũng như Đó. là anh nói một bản nhạc ở Việt Nam Đất nước đẹp sau còn nhiều thương đau Có trái tim chi lê trong hộp cây đàn Bản nhạc mà con như vậy nữa thì <laughs> Mô tê <laughs> răng rửa Mô tê răng rửa Khởi tố Ông Duy Thường Là một Youtuber không phải vì cái tội liên quan tới ông sử dụng YouTube để đánh phá nhà nước. Không Thế ông? Thì... Đánh phá nhà nước anh ông này không? Ông này để không. tuyên truyền. được kêu không? Gọi ông này không tuyên truyền nhà nước. Dạ không. Ông này rất đàng hoàng. OK. Thế ờ, thì ông chỉ bị bị kích xa, xa. động cái đầu óc của anh thôi. Okay. À, Tức là nếu như ông làm cái gì anh thích, anh sẽ coi cái Youtube của ông. OK. Và cái điều anh thích là gì? Hình ảnh uh, khiêu dâm chẳng hàng. Anh thích. À, ông chỉ nhả lên một cái Hay là ông làm đây làm kia thôi thì ông sẽ chịu lên YouTube thì view 10 ngàn, trăm ngàn, triệu view thì ông có tiền, có tiền từ từ YouTube à, do đó mà ông trở thành ra YouTuber tức là cái người mà chế tạo YouTube à, nhiều gia đình ở Việt Nam bây giờ chế tạo YouTube từ cha tới mẹ tới con tới vợ tới chồng mỗi người một ăn cao và thông thả sống với Google YouTube một cách dễ Nói dàng. Tóm lại ông dạ. thường này là cái người biết YouTuber. cách dạ. có đầu óc kinh doanh dạ. và tạo ra những cái dạ, clip không coi phải như là người là gây cái sự cho mạng, đúng rồi. Dạ. OK. Tạo ra những cái clip ngắn để cho người ta tò mò gợi cái thị hiếu của họ để dạ. họ lót vô. Tức là cứ có một số là sẽ có thêm một xu. Tí dụ như vậy. Dạ, ví dụ như vậy. Thì dĩ nhiên là trong những cái nội dung đó chắc chắn là bị vi phạm những cái luật lệ của bọn việt cộng cho nên mới khởi tố chứ dạ, nếu không. mà không sao anh nói Không họ, họ khởi tố là ông này liên quan tới cái tội khác Nhưng mà vì ông quá nổi tiếng đi Cho nên bạn tin rằng ông là cái người Nhưng bị, mà tội khác là tội mô Mấy cái tội bình thường uh, gây lộn đánh nhau Nhầu nhẹt giết Đánh đập uh, gọi tiệp rượu chẳng hạn Đó là những cái tiền Nhưng mà bạn tin này nó cho chúng ta thấy rằng là Cái người youtuber đó họ nổi tiếng đến độ mà Họ đánh nhau ngoài đường Mà bảo việc cộng vất tin một cách trân trọng Yeah, tôi, tôi tôi muốn ở đây là cái ốc quế hài của tôi tôi muốn cho mọi người thấy rằng là cái định nghĩa của youtuber là như thế nào ờ, và tại sao youtuber nó kiếm được ra tiền đến bây giờ nhiều người Việt Nam ở bên Mỹ cũng không kêu tại đây sao đây là cái, dạ. cái khuôn mặt của của dạ, ông, ông này thật. rất đẹp trai tôi, ngon lành dạ. không thể nào gọi ông được một cái cậu nhô như yeah. vậy <cười> <cười> tôi biết tức là có nghe nói nhưng mà cái hiếu kỳ của tôi ở đây đó tại sao nhiều báo lớn ở trong nước mà ngay cả báo Việt ngữ ở hải ngoại cũng loan cái tin này. Tức là một cách vô hình chung tiếp tay quảng bá cái hệ thống cái YouTube của ông. Không, đúng chưa? Cái 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 thì ông là nổi tiếng quá rồi anh cũng không quảng cần quảng bá nữa. Nhưng mà ở đây tôi chỉ muốn phần tôi đó, tôi đưa cái tin này là tôi chỉ muốn nhắc nhở quý vị rằng là thời đại bây giờ mà người ta có rất là nhiều cách làm tiền chỉ có cái là mình không biết cách làm tiền cho nên mình nghèo thế thôi <cười> <cười> rồi thưa quý vị chúng tôi trở lại với phần thời sự của Hoa Kỳ cái một có một bà làm cho uh, một cái nhà quản nhưng mà đã kết nối được với lại những cái cơ sở chuyên môn sử dụng những cái nội tạng có thể sử dụng được giống như là mình hiến nội tạng để cứu những người khác một cái ý nghĩa một cái công việc rất là đẹp nhưng mà không phải là tức là những cái người mà nếu mà bị tai nạn mà chúng ta đã ký trước ủy thác cho họ rồi không nói còn đây người ta chết trong này mà bà này dám chơi cái chiêu trò là tức là những người quỳ mê sân thiêu nhưng mà trước khi thiêu đó bài đã có sang tăng với những người khác lấy những cái nội tạng của những người đi ai biết được cho cốt đó là người thân của mình đó là cái gian dối mời anh thưa anh, không những người ta không biết cho cột đó là người thân của mình mà người ta cứ tưởng đó là cho cột <laughs> <laughs> bà bà đây bà bà thứ nhất là bà khi bà làm uh, uh, thiêu lấy sờ lấy xác uh, thác xác người bà thiêu thì bà là tính tiền thiêu tính tiền thiêu xong tiền trước cái đã rồi bà mới không thiếu bà gửi bột xi măng hay bột gì đó Mình cho bột cho đồ gì trong lấy nhà bếp cháo đó rồi đưa cho nhà so, tính tiền rồi morning, cơ thể của những người, người này bà cưa ra người xương cưa ấy thậm chí rằng bà còn lấy cả rắn ra được bởi vì trong rắn có vàng để mà bán vàng được tức là bà đây bà không từ một cái gì mà bà này chỉ là người con của bà chủ thôi tức là cả hai mẹ con đều âm mưu làm cái chuyện này trong cái nhà quan đó phải nói chung rằng là người ta không có biết những cái chuyện đó người ta vẫn cứ tin tưởng và đem về nhà cất cho cất cột như thường nhưng mà không nghĩ rằng là đó là cho của, của, người nhà mình mà đó là của ai người nhà mình thì họ đã bán họ cưa nhỏ ra họ bán khắp nơi ở, trong họ ban đây là có liên quan tới những cái cơ quan chuyên mua chuyên mua cơ thể của của con người well, chuyên mua để mà đem về họ nghiên cứu hoặc là họ làm cái gì đó thì có nhiều phương có nhiều cách mình không biết được, bởi vì uh, mình không đọc hết mà cái chuyện học không nói hết à, đúng cái chuyện khá hữu, <laughs> còn cái chuyện mà ở cái tầm mức quốc tế đó, bên tàu cộng chuyên môn xử tử lấy những cái cơ phận của những tử tù đó mang đi bán cho những cái nơi mà chuyên làm về nghiên cứu và rất là mắc chứ không phải là không và thế giới đã phát giác ra rất nhiều vụ là như vậy trong khi ngay tại mỹ này mà lại có một cái người làm ăn trong cái nghề đó tức là đi buôn xác chết thì chúng tôi phải thú thật nghe thấy sợ hãi chuyện của một phụ nữ bị e tắc theo dõi tại disneyland Thứ nhất, xin anh giải nghĩa AirTag đó là cái gì? Dạ, yeah, AirTag đây là một cái miếng bằng cái đồng 25 xu thôi okay. uh, của Apple. Thế thì cái AirTag này nó dính liền với cái cell phone của người mua. Anh mua cái AirTag, thì cái AirTag đó nó có làn sóng, cái Bluetooth nó dính với cái cell phone của anh. Cho nên anh bỏ, anh kẹp với cái chìa khóa trong nhà. Mỗi lần buổi sáng thức dậy, anh không thấy cái chìa khóa anh đâu, anh muốn biết tìm. Anh chỉ việc nhìn vào cái xe phone Thì nó sẽ chỉ cho anh Cái chìa khóa anh đang ở đâu trong nhà của anh Để anh tới anh lấy Cái đó là dễ rồi Nhưng mà nếu anh đi ra ngoài xa Anh để quên cái e tag bên thành phố khác Anh quên cái xe phone thành phố khác Thì cái xe phone không Anh quên cái e tag ở thành phố khác Cách xa anh cả ngàn cái số chẳng hạn Nó vẫn cho anh việc rằng ờ ừ, cái e tag của anh nó đang dính Nó nằm trên thành phố khác Cái chỗ Đích xác là chỗ nào. Nó cho anh hai. Anh gửi một món hàng đi. Over uh, Out of Town. Anh gắn cái AirTag đó vô. Nó sẽ liên tục. Nó bảo cho anh biết. Rằng hàng của anh đang tới chỗ, tới chỗ nào. Tới chỗ nào. Tới chỗ nào. Tới chỗ nào. Là vì sao? Là vì nó phát ra cái Bluetooth. Và cái Bluetooth của nó. Nó đi vào cái cell phone của người khác. Rồi nó lên trên iCloud. Rồi nó chạy ngược với anh. Nó cho anh hai. Cái này là chỉ có Apple. Nó độc quyền mà thôi. Bởi vì chỉ có một hãng Apple. Cho nên cái attack của họ rất là hữu hiệu so với các cái e -tách tương tự của các hãng cell phone khác thì không bằng bởi vì các các cái e -tách khác không có bằng cái e -tách của Apple vì Apple chỉ có một hãng và họ xài cái iCloud cho nên nó rõ ràng là chỉ có họ có được mà tôi và nhiều phụ nữ bị theo dõi nhưng họ có Apple nó có một cái bộ phận báo cáo tức là cái khi mà trong người anh có cái e -tách của người khác thì cái cell phone anh nó biết là anh có phát tín hiệu cho đứa khác nó sẽ bảo cho anh việc này trong người cầu nó có e của người khác đó nghe cầu có chừng đó cầu nếu cầu, có muốn lấy ra thì cầu vô cầu tim đi lấy ra chứ không nó theo dõi cầu họ, họ, bảo cho anh biết apple nó bảo cho anh biết chỉ okay. tức dạ. là cái công dụng của nó là để đi theo dõi để đi theo và dõi, dõi có thôi thể nhiều à? những cái lĩnh vực cái bà này bà đi mua bà đi vô trong disneyland thì bà mới lấy vẽ thôi là tụi nó đã thả cái e vào trong quỹ của bà rồi À, cho nên bạn đó bạn đi đâu đó không cần đi theo sạc Nó chỉ đi xe xa, xa là nó biết bạn ở đâu và nó tìm cách để phục kích bạn Có thể cướp bóc có thể hiếp dâm mình nó không biết được à, Thật nhanh mình còn một phút nói về cái tin một tỷ dân Trung Hoa Đã bị những cái uh, cá nhân đời sống cũng như là tên tuổi bị dò dỉ hơn một năm qua trên online tức là hơn một nửa cái mật độ dân số rồi. Nước tàu bây giờ là một tỷ khoảng cỡ chừng 5 Cũng 600 hơn một, triệu dân. Dạ, công gần, hơn gần, một gần nửa. tới cả dân số, dạ. tức là những người lớn đó. Dạ. Dạ. Thế họ có cái hệ thống tức là người tàu thì họ kiểm soát phải nói cao sạc là nhất rồi. họ kiểm soát nhưng mà họ không có họ vô tình uh, hoặc là ai đó làm việc vô tình nhưng mà phải những cơ quan lớn nội mà người ta không có đụng vô, người ta không có biết được là họ đang làm. Uh, vì vậy cho nên nó đã ở trên màn lâu lắm rồi mà không ai để ý. Mà hoặc là người ta có thấy, nhưng mà vì thì do an ninh người ta không dám đụng tới. À, họ cứ tưởng như vậy là không sao hết. Và người ta họ cũng vô ý, ăn an ninh họ cũng không để ý, thành ra nó lộ ra ngoài cả năm. Đến khi người ta biết thì nó đã ở cả năm rồi. Tức là có nhiều người vô tình đi thấy, nhưng mà cái đó là an ninh quốc gia họ không dám đụng tới. Bởi vì để họ đụng vô, người ta sẽ gọi họ tại sao mới biết rất là lôi thôi cho nên họ lơ đi và vì vậy cho nên ở trên mạng hơn một gần một năm à, thì nói chung cái đó là cái lời, lỗi tài chủ đánh máy thôi. Yeah. <laughs> Đổ lỗi. Thưa quý vị bản tin đó cũng là bản tin cuối của chào bình minh sáng hôm nay của Việt TV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiệp Một lần nữa xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình và cảm ơn các nhà bảo trợ cho chương trình. VinaShop 1855 5888 1-855-855-5888 Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-5888 Oyster Max Go, sản phẩm dành riêng cho phái mạnh, bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng nam giới, bảo vệ hạnh phúc gia đình. VinashopTV.com 1-855-855-5888 Ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982.